Ngọc Cẩm mến chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, không riêng gì với cư dân Phú Mỹ Hưng mà với người dân quận 7 hay là các khu vực lân cận đã rất quen với khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown. Nhưng ít ai biết được rằng đằng sau quy mô hoành tráng và sự lộng lẫy của cả một khu phức hợp là những điều độc đáo và vô cùng thú vị. Vì sao Phú Mỹ Hưng Midtown được gọi là City in the City, thành phố trong thành phố? Và tên gọi Phú Mỹ Hưng Midtown cũng được xem là một thành phố quốc tế thu nhỏ, định danh phong cách sống rất riêng mang tên Phú Mỹ Hưng Midtown. Thì ngày hôm nay Ngọc Cẩm xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá những điều đặc biệt và thú vị để làm nên một khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown này nhé. Nằm giữa khu trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng, Midtown là sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố kiến trúc hiện đại nè và không gian xanh mát, một trong những giá trị vô cùng đắt giá để làm nên điều đặc biệt cho Phú Mỹ Hưng Midtown. Và để lý giải vì sao Phú Mỹ Hưng Midtown Lifestyle, thành phố quốc tế thu nhỏ thì có thể kể đến 5 yếu tố sau. Thứ nhất, Phú Mỹ Hưng Midtown thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đô thị quy hoạch chuẩn quốc tế. Thứ hai, với ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ các khu phức hợp nổi tiếng trên thế giới như là Tokyo Midtown, nè, Midtown Manhattan, với khả năng đáp ứng các cái nhu cầu như là ở, giải trí, nghỉ ngơi, làm việc và thương mại dịch vụ, đáp ứng quy mô dân số gần 10.000 người. Thứ ba là khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown được phát triển bởi liên doanh Phú Mỹ Hưng và ba đối tác hàng đầu đến từ Nhật Bản, gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group. Thứ tư là đội ngũ kiến tạo chuyên gia kiến trúc sư quốc tế đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Thứ năm là hiện tại khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown được xem là nơi có cộng đồng cư dân quốc tế đa dạng nhất, không chỉ của khu đô thị Phú Mỹ Hưng mà có thể nói là của cả thành phố Hồ Chí Minh, với tỷ lệ khoảng 40% cư dân là người nước ngoài đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài ra, Ngọc Cẩm cũng xin bật mí là hiện nay hợp phần cuối cùng của khu phức hợp là The Peak cũng đang được quản lý vận hành bởi một đơn vị quốc tế, đó là Savo. Sự hấp dẫn của một mô thức khu phức hợp toàn diện, đa tầng chức năng, tiện ích, mảng xanh rộng lớn cùng với hệ thống an ninh bảo vệ nghiêm ngặt đang xen nhiều lớp tạo nên một khu phức hợp hoàn chỉnh từ kiến trúc cho đến phong cách sống được định hình bởi cộng đồng cư dân nơi đây, đưa khu phức hợp trở thành một trong những nơi đáng sống lý tưởng. Điều đó không khó để lý giải vì sao chỉ sau khoảng 2 năm kể từ khi bàn giao hợp phần cuối cùng là The Peak, đến nay thì toàn bộ khu phức hợp có tỷ lệ lấp đầy hơn 90%. Mặt khác, Midtown còn sở hữu các công trình cộng hưởng cùng lúc tầm nhìn vừa đô thị, sông nước, vừa quảng trường cây xanh, không dễ tìm bởi đòi hỏi quy hoạch xung quanh đồng bộ và chủ đầu tư phải đánh đổi lợi nhuận để cây xanh, mặt nước, bầu trời hiện diện nhiều nhất có thể trong kiến trúc. Điều này đồng nghĩa các chủ nhân tại đây luôn được hưởng giá trị của hai thế giới, năng động, sầm uất, tiện ích của đô thị hiện đại nhưng cũng đầy khí vị điền viên của thiên nhiên sông nước. Những yếu tố này còn góp phần thu hút lượng lớn khách vãng lai đến đây vui chơi, giải trí. Kéo theo đó là nhu cầu dịch vụ tại đây cũng trở nên đa dạng. Điều này mang lại lợi thế kinh doanh rất lớn cho các cửa hàng dịch vụ quán ăn, quán cà phê tại đây. Sự đa dạng về dịch vụ từ các cửa hàng thời trang, spa, làm đẹp, phòng tập gym cho đến các hàng quán, cửa hàng tiện lợi, trung tâm trưng bày điện máy, trang sức, thời trang, góp và hiệu thuốc đã tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh độc đáo tại Midtown. Hiện nay, toàn bộ cửa hàng tại khu phức hợp cũng đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 70% bởi rất nhiều loại hình dịch vụ và vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng, lấp đầy mỗi ngày. Và với những chia sẻ vừa rồi thì hẳn chúng ta cũng đã hiểu, không phải ngẫu nhiên mà Midtown lại thu hút cư dân chọn làm nơi an cư và được ví như một thành phố City ngay trong khu đô thị, City in the City, với những yếu tố quốc tế vô cùng thú vị, phải không ạ? Hiện tại 100% căn hộ tại khu phức hợp đã có chủ nhân và cái tên hot nhất được tìm kiếm thường xuyên nhất tại Phú Mỹ Hưng Midtown đó chính là The Peak. Điều này không chỉ bởi đây là phân khu cao cấp nhất, đỉnh cao của khu phức hợp, tập trung lượng người nước ngoài đa dạng nhất đến từ 33 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, mà còn bởi đây là địa chỉ hot đối với các doanh nghiệp, chủ kinh doanh đang tìm mặt bằng. Vì vậy, để tìm hiểu thông tin chi tiết và tham quan thực tế tường tận các căn shop, cửa hàng tại đây thì quý vị có thể liên hệ với tiếp thị viên của chúng tôi qua số hotline 028 5411 8888. Còn bây giờ thì Ngọc Cẩm xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video clip tiếp theo.